Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 1 năm 2019. Mở đầu là các tin tức đáng chú ý sau đây. Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 25 năm phát sóng chương trình đào tạo từ xa trên Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dịp để đội ngũ lãnh đạo, giảng viên nhà trường nhìn lại những kết quả đạt được và đề ra mục tiêu cao hơn trong chặng đường tiếp theo. Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học đầu tiên thực hiện đào tạo theo phương thức mở, trong đó có hình thức đào tạo từ xa nhằm thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa các hình thức đào tạo. Phối hợp với Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1993 đến nay, chương trình đã tạo nên một xã hội học tập giúp mọi người, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ. Hiện trường có hơn 40 đơn vị liên kết với hàng chục ngàn sinh viên đang theo học ở nhiều chuyên ngành. Hướng đến 2023, Đại học Mở phấn đấu trở thành trường công lập đa ngành hàng đầu ở Việt Nam, trong đó hoạt động đào tạo từ xa phát triển ngang tầm khu vực.